bạn và có thể bớt chút thời gian với mình để phỏng vấn về chương trình Du Nghị Tĩnh 2019 được không? Tất nhiên rồi. Vậy là đầu tiên bạn có thể giới thiệu cho quý cha quý thầy biết được bản thân của mình được không? Dạ, con tên là Phan Hương và hiện tại con đang là trưởng ban học tập của nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt. Bạn có thể trả lời vài câu hỏi như là theo bạn, người Salesian có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là phục vụ người trẻ, cách riêng là những trẻ em nghèo. Vậy trong những lúc tiếp xúc với các cha các thầy ở Don Bosco thì bạn có thấy điều đó đúng hay không? Và bạn cảm thấy điều đó đúng tầm bao nhiêu phần trăm? May mắn cho mình là mình đã được sinh hoạt tại dòng Don Bosco Đà Lạt được 3 năm rồi và những tình cảm mà mình nhận được từ các thầy, các cha rất là thân thiết và cũng được chứng kiến rất nhiều điều, những điều hay và các thầy như là các thầy luôn quan tâm, gắn bó, đồng hành, luôn hỗ trợ cho tất cả những bạn trẻ mỗi khi các bạn ấy gặp chuyện gì khó khăn và cũng vui chơi cùng các bạn trẻ những lúc vui buồn nữa, những lúc vui nữa. Và một điều quan trọng hơn cả là không chỉ dành cho những bạn trẻ tự các bạn ấy đến những dạng nhà dòng mà các thầy các cha còn dành nhiều thời gian nhất có thể của mình để đi đến với những nơi khác, nơi những bạn trẻ không có cơ hội, không có khả năng đến với dòng, như những bạn trẻ bị khiếm thính, khiếm thị hay những bạn trẻ mồ côi ở xa. Và cái điều mà mình cảm thấy các thầy phục vụ người trẻ và hơn hết là những người trẻ nghèo thì mình thấy điều đó đúng tới tận 99% cơ. Vậy theo bạn đâu là nguyên nhân của tình trạng tích cực hoặc là không hay lắm của những điều bạn vừa kể trên? Mình nghĩ lý do mà để các thầy có thể có hiến hết sức mình như thế thì đầu tiên có thể kể đến là đó là vì tình yêu Thiên Chúa đã truyền cảm hứng cho các thầy và các thầy đã xác định được cái sứ mạng của mình khi đi tu là đem tình yêu của mình đi ra khắp nơi để làm chứng nhân cho tin mừng. Và sau những tháng ngày dài được đào luyện trong môi trường sống theo cha thánh Don Bosco, cha thánh Bosco, thì chính cha thánh Bosco cũng là một tấm gương rất là đẹp và rất là cao cả về tình yêu của dành cho người trẻ. Và mình nghĩ đó chính là cái điều mà chính cái điều đã truyền cảm hứng cho các thầy để các thầy có thể đến với người trẻ và sống với người trẻ như vậy. Vậy bạn có những định hướng hoặc là những hướng đi nào có thể đề xuất cho các thầy nó mất cô để phát triển hơn nữa không? Thì với tư cách là một người trẻ, mình chỉ có một điều. Với tư cách là một người trẻ thì mình thấy các thầy hiện tại, các thầy, các cha đang làm rất tốt rồi. Và nếu là người trẻ thì mình chỉ mong muốn như là được các thầy, các cha đến gần hơn và nói chuyện, như là chia sẻ không chỉ những lúc vui vẻ mà còn bên những lúc buồn nữa. Thì lúc đó người trẻ họ sẽ cảm thấy tin tưởng và có thể mở rộng lòng mình ra hơn. Và từ đó thì có thể chiếm được tình yêu và những sự tin tưởng của những người trẻ vậy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn, bạn có thể bớt chút thời gian với mình để trả lời phỏng vấn chương trình Du Nghị Tĩnh 2019 được không? Dạ được chứ. Vậy bạn có thể giới thiệu với quý cha quý thầy được biết về bản thân bạn không? Con xin chào quý cha quý thầy đang có mặt trong chương trình Du Nghị Tĩnh 2019. Con xin tự giới thiệu, con là Vũ Hương đến từ nhóm sinh viên Don Bosco Đà Lạt. Vâng, chào bạn. Người Salesian có sứ mệnh là phục vụ người trẻ. Vậy trong những lần tiếp xúc với quý cha quý thầy ở Don Bosco, bạn có cảm nhận được sự phục vụ đấy không và tầm khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, con cảm nhận được rất là sâu sắc sự phục vụ ấy và khoảng 80% theo quan điểm của con. Vậy đâu là tình trạng nguyên nhân hoặc là những điều không hay lắm mà bạn vừa kể trên? Theo quan điểm của mình thì có 3 nguyên nhân. Thứ nhất đó chính là phục vụ giới trẻ là linh đạo mà được quý cha quý thầy ưu tiên hơn cả. Và điểm thứ hai đó chính là vì lòng yêu mến giới trẻ. Nếu quý cha quý thầy và hội dòng ở đây không yêu mến giới trẻ thì các ngài đã không cho sinh viên, đặc biệt là giới trẻ, người trẻ mượn cái cơ sở vật chất, mượn cái không gian để sinh hoạt, phục vụ cũng như là làm các việc phong đồ. Bên cạnh đó thì các ngài cũng không có lời mời gọi cho giới trẻ, người trẻ chúng ta phục vụ chung tay vào cộng tác với chương trình của các ngài. Có một điểm nữa là vì yêu thương và vì tình yêu thương của Thiên Chúa dẫn tới thôi thúc các ngài phục vụ người trẻ một cách chân thành, nhiệt tình và hy sinh. Vậy bạn có đề xuất gì với quý cha quý thầy Don Bosco để cải thiện được tình trạng này tốt hơn không? Mình thấy thì cái việc quý cha quý thầy phục vụ ơn gọi thì người trẻ là một cái linh đạo
rất là khó khăn và có nhiều thử thách. Có thể là trong tương lai, chúng mình hy vọng quý cha quý thầy vẫn gắn bó nhiều hơn với người trẻ. Bên cạnh đó, rất là mong muốn quý cha quý thầy lắng nghe điều trẻ tâm sự cũng như là chia sẻ những cái kỹ năng cần thiết để chúng mình bước vào cái ngưỡng cửa cuộc đời một cách trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó thì nhóm sinh viên mình rất là vinh dự khi mà được quý cha quý thầy đặc trách con sinh viên đã đồng hành cùng với chúng mình. Các ngài đã phải trẻ hóa bản thân bằng cách đọc nhiều sách và thay đổi phương cách giảng dạy để phần nào đó thích hợp với hoàn cảnh của đứa trẻ và đồng hành cùng với đứa trẻ một cách sát nút hơn. Rất là cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn, bạn có thể bớt chút thời gian với mình để trả lời phỏng vấn của chương trình Tu Nghĩa Tỉnh 2019 được không? Dạ được. Vậy bạn có thể giới thiệu về bản thân của mình cho các quý cha quý thầy ở đây biết được không? Con xin trân trọng kính chào quý cha quý thầy. Con tên là Giuse Nguyễn Văn Hùng, con đến từ nhóm sinh viên Đông Bosco Đà Lạt. Vâng, chào bạn. Vậy theo bạn, người trẻ sống hoặc xuất thân từ gia đình hoặc sẽ hình thành nên những gia đình trẻ cho mình. Bạn có thấy các cha, các thầy Đông Bosco quan tâm chăm sóc gia đình của các bạn trẻ hay không? Và các vị có những chương trình phục vụ với tầm nhìn xa để chuẩn bị người trẻ ngay từ gia đình của các em như thế nào? Theo con nhận thấy, các cha, các thầy đã quan tâm đến các bạn trẻ, đặc biệt là các gia đình trẻ, nhưng chưa thực sự sâu sắc. Tuy nhiên bên cạnh đó, các cha các thầy đã có những cái định hướng, những cái tầm nhìn để rồi có đưa ra những cái hoạt động cho các bạn trẻ như sinh viên và giáo dục giới tính cho các em lứa tuổi 16 đến 18, giúp các em có nền tảng để phát triển sau này. Vậy theo bạn, đâu là nguyên nhân của tình trạng tích cực và không hay lắm mà bạn vừa nêu ở trên? Về vấn đề tích cực thì các cha các thầy đã có thể nhìn nhận được cái sự đảo lộn cuộc sống và diễn tiến của tương lai để rồi đưa ra một cái định hướng về hoạt động cho phù hợp và có giúp các em nhận biết để chuẩn bị cho mình tốt hơn. Vâng, vậy bạn có cái đề xuất cho các cha các thầy ở Moscow nên có những hướng hoặc là hành động nào để cải thiện hoặc làm tốt hơn những phục vụ gia đình của với các bạn không? Theo con thì các cha các thầy nên có nhiều cái buổi chia sẻ tâm sự với những gia đình trẻ, các người, đặc biệt là những người trẻ, để rồi giúp các em có những cái định hướng, những cái bài học, kinh nghiệm để cho các em có thể phát triển và có những hoạt động ngoại khóa nhiều hơn để giúp các gia đình trẻ có một cái nền tảng vững chắc để giáo dục con cái của mình sau này hơn nữa. Rất là cảm ơn bạn rất là nhiều.